Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá. Bức ảnh này đang dần trở thành biểu tượng mới của Hoa Kỳ. Hình ảnh ông Trump giơ nắm đấm lên cao với khuôn mặt đầy máu và hô vang khẩu hiệu chiến đấu với lá cờ Mỹ tung bay phía sau đang nhanh chóng trở nên viral và trở thành một biểu tượng cho sức mạnh và ý chí của nước Mỹ. Thế nhưng, cũng ngay sau đó, một loạt những bức ảnh khác của ông Trump đang được người ta lục lại và nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các nền tảng đang cho thấy một câu chuyện vô cùng oái oăm. Bức ảnh này hoặc thậm chí là cả những món đồ chơi được lấy cảm hứng từ đó. Không biết là trong số những bức ảnh trên có bức nào là ảnh ghép hay không, nhưng nó thì đang khiến cho cộng đồng mạng không chỉ ở Mỹ mà còn cả trên thế giới phải dậy sóng. Người thì bảo đó là nghiệp quật của chính ông Trump, người thì khen ông Trump mạnh mẽ, cũng có những người sâu xa hơn thì bàn luận về vấn đề súng đạn của nước Mỹ. Tất cả những vấn đề trên bắt nguồn từ một câu chuyện vào năm 2018, khi Tổng thống Mỹ khi đó, Donald Trump, đã vận động ra nhiều chính sách thúc đẩy việc tự do mua bán súng đạn của Mỹ. Và rồi thì ngày 13 tháng 7 vừa qua, một tay sát thủ đã dùng chính khẩu AR-15, một pháp khí của quốc dân Mỹ, ám sát ông ta. Và điều này lập tức đã khơi dậy một trong những chủ đề nóng nhất mỗi năm của nước Mỹ. Với bất kỳ vị tổng thống nào, bất kỳ vị chính trị gia nào đều nhắc tới chúng như một phần của chiến dịch tranh cử của mình. Và đó là những gì được người ta nhắc đến: đạo luật kiểm soát súng đạn của Hoa Kỳ, một trong những vấn đề đã chia đôi nước Mỹ trong rất nhiều năm vừa qua. Nhập cư, phúc lợi, súng đạn và bảo mật từ lâu đã được coi là tứ đại vấn đề của Hoa Kỳ, đặc biệt là trong mấy ngày vừa qua khi ông Donald Trump bị ám sát hụt. Một làn sóng nữa đã nổi lên trên đất Mỹ. Vậy thì đạo luật kiểm soát súng đạn là gì? Tại sao nó lại khó khăn tới như vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Biển hiệu chứ chưa thấy biểu hiện. 45.000 người thiệt mạng, 35.000 người bị thương. Nếu các bạn cho rằng đây là số người thiệt mạng và bị thương tại giải Gaza hay là một cuộc chiến không liệt nào đó trên thế giới thì các bạn đã nhầm rồi. Đây là số nạn nhân của nạn xả súng tại Mỹ trong năm 2023. Một con số thực sự khủng khiếp mà mình thì cũng không thể tin nổi khi mình vừa mới tìm hiểu về số liệu. Vậy nhưng, bất chấp những con số tăng theo từng năm và hàng dài những người biểu tình phản đối việc tự do súng đạn, thì gần như là không có bất kỳ một biện pháp nào để ngăn chặn hàng triệu khẩu súng vẫn cứ tiến ra ngoài thị trường như vậy. Đó là bởi vì sự mâu thuẫn không hồi kết giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Theo lập luận của phe Cộng Hòa, ví dụ như là Thống đốc bang Texas Greg Abbott, ông ta cho biết rằng Texas sẽ không áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng súng vì điều này là vô ích. Ông cho rằng dù là ở bang đỏ, tức là những bang ủng hộ Đảng Cộng Hòa với các quy định lỏng lẻo, hay ở bang xanh, tức là những bang ủng hộ Đảng Dân Chủ với chủ trương kiểm soát súng, thì các vụ xả súng vẫn cứ gia tăng. Nguyên nhân căn bản bắt nguồn từ sức khỏe tâm thần của người mua súng mà thôi. Các nhà phân tích thì chỉ ra rằng do sự phân cực của đảng phái và sự cản trở của các nhóm lợi ích mà quá trình lập pháp nhằm tăng cường giám sát súng và kiềm chế bạo lực súng đạn đang gặp rất nhiều khó khăn. Việc thường xuyên xảy ra các vụ xả súng hàng loạt đã cho thấy sự thiếu hành động của các nhà lập pháp liên bang và các tiểu bang. Daniel Webster, giám đốc trung tâm chính sách và phòng chống bạo lực súng đạn của Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ, đã nói rằng điều đó trái ngược với mong muốn của các nhà lập pháp. Nhiều lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở cấp bang đang khiến cho việc sở hữu súng trở nên dễ dàng hơn. Theo tờ AP, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa thậm chí còn thúc đẩy về một bộ luật mở rộng quyền sở hữu và quyền mang súng. Tính đến tháng 7 năm 2023, 27 bang không yêu cầu giấy phép mang súng ngắn, tăng tới 11 bang so với năm 2020. Vậy thì làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này? Cũng giống như là dân số hay kinh tế vậy, nó cần phải một chính sách và một đạo luật mới được bàn giả. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức biển hiệu, chứ chưa thấy bất kỳ một biểu hiện nào cả. Năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa nêu bật các biện pháp nhằm giảm bạo lực súng đạn, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Quốc hội về việc cần hành động nhiều hơn nữa để giữ gìn sinh mạng của người dân. Tháng 6 năm 2022, ông chủ Nhà Trắng đã ký ban hành luật kiểm soát súng đạn lần đầu tiên trong lịch sử, được Quốc hội thông qua
trong gần 30 năm. Mặc dù các nội dung ở luật này vẫn ở mức khá là hạn chế và cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, đó là ông muốn cấm hoàn toàn việc sử dụng súng trường tấn công. Thế nhưng đây cũng được xem là nỗ lực hiếm có của các nhà lập pháp lưỡng đảng trong việc giải quyết từng bước nạn bạo lực súng đạn rồi. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Tổng thống Mỹ đã ký một sắc lệnh nhắm trực tiếp vào các tập đoàn sản xuất súng đạn khi yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang đánh giá hoạt động tiếp thị, quảng cáo súng đạn đối với người dân Mỹ, kể cả với các đối tượng là trẻ vị thành niên. Sắc lệnh này yêu cầu nội các phải thực hiện một kế hoạch nhằm hỗ trợ cộng đồng Mỹ ảnh hưởng bởi bạo lực súng đạn. Theo đó thì Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cần củng cố các quy tắc dành cho những người buôn bán súng, để những người này phải bắt buộc kiểm tra lý lịch của người mua súng như một phần của quy định cho việc cấp giấy phép. Thế nhưng thì đã một năm kể từ sau các sắc lệnh đó, số người Mỹ thiệt mạng do xả súng hay số súng được bán ra thị trường thì vẫn trên đà tăng, tăng đến mức mất kiểm soát luôn. Để cho các bạn dễ hình dung về số lượng súng trong dân sự của Mỹ nó nhiều như thế nào ấy, thì trong khi thế giới đang đối mặt với nạn bùng nổ dân số thì Hoa Kỳ lại là bùng nổ vũ khí. Hiện nay thì dân số Hoa Kỳ là 339 triệu người, nhưng cái số súng ở trong dân theo cơ quan khảo sát vũ khí thống kê thì nó lên đến 390 triệu khẩu. Tính xương xương thì cứ 100 người thì sẽ sở hữu khoảng 120 khẩu. Con số này thì đã tăng mạnh so với con số chỉ 330 triệu khẩu vào năm 2019. Tại Hoa Kỳ, bạn có thể dễ dàng mua một khẩu súng, còn dễ hơn là mua một chai whisky hay là một chai bia. Lý do đơn giản là vì độ tuổi được phép sở hữu súng của Mỹ là 18 tuổi, trong khi độ tuổi mà được uống bia rượu là 21 tuổi. Dữ liệu sớm nhất do Cục Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ của Mỹ cho thấy mức tăng trưởng của các công ty cũng như các ngành buôn bán súng của Mỹ lên tới 200% một năm. Đó là mới chỉ thống kê về số súng được sản xuất, còn chưa tính đến đạn, thuốc nổ, v.v. hay đủ mọi loại vũ khí khác. Vậy thì tại sao những bộ óc nhiều sạn nhất lại không thể tìm ra được một giải pháp nào để ngăn cản điều này? Hãy cùng xem tiếp video để tìm câu trả lời nhé! Những giằng xé không hồi kết. Đầu tiên ấy, thì không phải là các nhà lập pháp Mỹ không muốn hay là họ không có cách nào, mà là có ai thực sự muốn ngăn việc bán súng hay không. Người ta hay bảo rằng ý đảng, lòng dân. Vậy thì hãy xem người Mỹ phản ứng thế nào với các vụ xả súng và bạo lực súng đạn nhé. Ok, đau buồn thì là điều đương nhiên rồi. Thế nhưng sau đó thì sao? Thông thường sẽ là những cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ phải thắt chặt, thậm chí là cấm buôn bán súng hoàn toàn. Nhưng với phần đông người dân Mỹ thì lại khác. Trước những vụ xả súng, họ đã yêu cầu là cần được sở hữu súng nhiều hơn và các phiên bản mạnh hơn để mà tự vệ. Theo số liệu của tờ Gallup khảo sát vào năm 2023, nó cho thấy việc tỷ lệ ủng hộ việc kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn đã giảm từ 84% vào năm 2018 xuống chỉ còn 52% vào năm 2023, mức thấp tới mức kỷ lục kể từ năm 2014. Sự ủng hộ đối với lệnh cấm súng ngắn cũng thấp dần từ con số 60% năm 2014 xuống chỉ còn có 19% vào năm 2021. Và hiện thì chưa có khảo sát nào hiện tại, nhưng chúng ta thì vẫn có thể nhìn vào số lượng súng được bán ra và số vụ xả súng tăng như lạm phát, thì có khi là cái con số mà ủng hộ lệnh cấm ấy nó xuống dưới mức 10% rồi cũng nên ấy. Hay nói một cách khác thì chính người dân Mỹ khi đứng trước một cuộc xả súng, họ cũng yêu cầu mình được sở hữu nhiều súng hơn. Nó chính xác là có nhiều năng lực tự vệ hơn để đối mặt với tình huống này. Đó là còn chưa kể tới các chính trị gia, vì cái ghế của mình thì cũng phải thuận theo lòng dân thôi. Đặc biệt là các bang đỏ của Đảng Cộng Hòa, điển hình với hình ảnh của ông Donald Trump. Không biết có phải do nghiệp quật hay không, nhưng có một sự trùng hợp, đó là vào năm 2018, trong khi bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 đang diễn ra, ông Donald Trump đã vận động chính sách sở hữu súng, lên kế hoạch đào tạo sử dụng súng cho các giáo viên trong trường học để đối đầu với một cuộc xả súng trong tương lai. Dù đạo luật của ông Trump bị phản đối, thế nhưng người ta vẫn khá là ấn tượng với hình ảnh ông Trump đến thăm những cửa hàng bán súng tại bang Washington. Và kết quả thì mới đây nhất, ông Trump đã bị ám sát hụt bởi một tay sát thủ dùng khẩu AR-15. Cũng may là Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cấm bán các thiết bị bump stock,
thiết bị giúp sửa đổi súng trường bán tự động để có thể bắn nhanh hơn, không thì chắc là khó mà ông Trump có thể sống được sau vụ này đấy. Đó là điều thứ nhất. Từ điểm mấu chốt này, nó dẫn tới điểm thứ hai, đó là số tiền khổng lồ mà thị trường súng nội địa đem lại. Cơ bản thì bán súng ở Mỹ, nó khá là giống với đầu tư vào ngành xây dựng. Nó tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người khác, thậm chí là tăng xuất nhập khẩu nữa. Nghe thì có vẻ là hơi vô đạo đức, thế nhưng mà các số liệu thống kê thì lại không biết nói dối. Ước tính là vào năm 2022, chỉ riêng việc ngành công nghiệp súng ống của Mỹ đã mang lại lợi nhuận là khoảng 28 tỷ đô mỗi năm. Như đã nói rồi, nó giống như ngành xây dựng vậy, khi mà nó đem lại lợi nhuận và tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm khác. Chỉ riêng mảng kinh doanh báo động an ninh ở Mỹ đã ở mức 25 tỷ đô một năm rồi. Theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia, các trường học và cao đẳng ở Mỹ đã chi đến 3,1 tỷ đô cho các sản phẩm và dịch vụ an ninh. Và súng thì đương nhiên là phải đi kèm theo đạn rồi. Giấy phép cung cấp cho ngành sản xuất đạn của Mỹ cũng đã tăng từ 1.511 năm 2009 lên 2.119 giấy phép vào năm 2018. Tuy nhiên, ngay cả khi mà các nhà thầu quốc phòng trong nước đang sản xuất cháy máy như vậy rồi, thì mỗi năm Hoa Kỳ vẫn phải nhập khẩu hàng triệu khẩu súng khác để đáp ứng nhu cầu và bình ổn giá thị trường vũ khí. Từ năm 1986 đến năm 2008, Mỹ nhập khẩu trung bình hàng năm là 1,5 triệu khẩu súng và nó đã tăng lên 4,2 triệu khẩu từ mốc 2008 đến 2018. Và đương nhiên là tăng cả đạn nữa rồi. Không gì có thể ngăn được điều này. Vào năm 2022, dù Nga và Ukraine đang phang nhau rứt đầu mẻ trán và hàng ngàn lệnh cấm vận được đưa ra, thế nhưng trong năm đó thôi, Mỹ vẫn cứ nhập khẩu 7.700 tấn đạn của Nga, mức cao nhất trong lịch sử. Ngay cả ở hiện tại, Mỹ vẫn đang nhập hàng triệu viên đạn từ Nga. Lý do thì đơn giản hết sức, đó là sức ảnh hưởng của các khẩu súng AK và những khẩu shotgun của Nga ở Mỹ là rất lớn. Và qua mấy cái thông số ở trên, thì bạn cũng có thể hình dung ra được hàng chục ngàn việc làm đã được tạo ra như thế nào. Và đương nhiên, đã nói tới xuất nhập khẩu thì phải có đầu ra. Ước tính là mỗi năm có khoảng 200.000 khẩu súng dân sự được bán sang Mexico. Và đương nhiên, đi kèm với đó là đạn. Ước tính là các hãng súng dân sự của Mỹ đang xuất khẩu sang ít nhất là 11 thị trường chính thức và vô số thị trường buôn lậu khác. Năm 2019, khoảng 68% số vũ khí đã bị cơ quan thực thi pháp luật ở Mexico thu giữ và gửi tới Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ của Mỹ để nhận dạng về nguồn gốc của Mỹ. Và khoảng một nửa số súng mà cục này đã kiểm tra sau khi chúng bị thu giữ ở khắp mọi nơi như Belize, El Salvador, Honduras và Panama thì đã được sản xuất lại hoặc nhập khẩu chính thức vào Mỹ. Và trước miếng mồi ngon như thế này thì ai mà có động lực mà cấm cơ chứ? Đó là còn chưa kể tới nếu một ngày nào đó mà Nhà Trắng hay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực sự muốn cấm đi thì cũng không dễ đâu. Hiện nay thì trong ngành bán súng của Mỹ thì đang tồn tại một thứ được gọi là lỗ hổng Charleston. Hiểu đơn giản thì khi đi mua súng tại Mỹ, bạn cần phải cung cấp các giấy tờ được yêu cầu. Vậy nhưng cái lỗ hổng này thì nó lại cho phép một số hoạt động bán súng được thực hiện trước khi khâu kiểm tra lý lịch được hoàn thành. Hiểu đơn giản thì trong thời gian nộp hồ sơ, bạn sẽ phải chờ một thời gian để nhận được phản hồi có được duyệt hay là không. Thường thì sẽ là một tháng. Thế nhưng trong cái khoảng thời gian chờ đó thì bạn vẫn được sở hữu khẩu súng mà mình đã mua. Ước tính là mỗi năm có khoảng 5.800 vụ mua súng được thực hiện qua cái lỗ hổng này. Và đương nhiên là rất nhiều vụ xả súng diễn ra bởi cái lỗ hổng đó. Vào năm 2015, một tay súng đã lợi dụng sơ hở này để mua một khẩu súng và sử dụng trong vụ sát hại 9 người tại một nhà thờ của người da màu ở Charleston, Nam Carolina. Trước những mối nguy hiểm mà cái lỗ hổng Charleston có thể gây ra, thì năm 2021, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HR 1446 với 219 phiếu thuận và 210 phiếu chống. Cụ thể thì dự luật này sẽ cho phép các nhà chức trách có từ 3 tới 10 ngày để làm việc và hoàn thành việc kiểm tra lý lịch liên bang trước khi cấp phép cho hoạt động bán súng. Vậy nhưng, Thượng viện sau đó đã bác bỏ dự luật này. Tới năm 2023, thì một nỗ lực khác của Tổng thống Biden cũng được thực hiện nhằm hạn chế lỗ hổng này. Thế nhưng rồi thì cũng không thành công và kết quả thì cũng chẳng đi tới đâu. Và mới đây nhất, vụ án sát hụt ông Donald Trump đã đặt Đảng Cộng Hòa
và chính ông Trump vào một tình huống khó xử. Đó là có nên tiếp tục chính sách tự do súng đạn mà vốn bao năm nay vẫn là lá bài hút phiếu bầu của mình hay không? Đã có nhiều giả thuyết cho rằng kẻ đứng sau cuộc ám sát này. Có người thì bảo là do đối thủ Joe Biden, có người thì bảo là có sự tác động từ bên ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên thì cá nhân mình cho rằng vẫn còn một phe nữa có thể đứng sau đó. Đấy là hội những người phản đối tự do súng đạn của Mỹ. Phát súng này, nó như là một hồi chuông cảnh báo cho cái sự tự do quá đà về súng đạn của nước Mỹ. Nó như là một thông điệp gửi tới phe đối lập, đến chính các ông cũng có thể trở thành nạn nhân cho chính sách của các ông đấy. Dù ít hay nhiều, thì nó cũng sẽ tác động tới tổng thống kế tiếp và các đảng phái chính trị phải làm một điều gì đó. Tuy nhiên, như mình đã nói trên, lĩnh vực này động chạm tới lợi ích của rất nhiều người, từ kinh tế đến pháp lý. Liệu rằng sau sự cố lần này, quan điểm của ông Trump và Đảng Cộng Hòa về vấn đề súng đạn sẽ là như thế nào? Liệu góc nhìn của người Mỹ về vấn đề này sẽ ảnh hưởng ra sao? Liệu nó có làm giảm bớt sự tin tưởng vào chính sách ủng hộ súng đạn của ông Trump hay không? Tất cả những vấn đề này đều sẽ trở thành những câu hỏi mà phía ông Trump sẽ phải giải quyết trước khi muốn ngồi vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng. Có thể nói rằng, nếu như vụ ám sát này được thực hiện bởi một thế lực nào đó đứng đằng sau ấy, thì nó thực sự là một mũi tên trúng hai đích. Nếu có thể sát hại ông Trump, thì đường đua vào Nhà Trắng sẽ bớt đi một đối thủ nặng ký. Còn kể cả không thành công, thì cũng là một phát súng bắn thẳng vào chính sách ủng hộ súng đạn của chính ông Trump. Cùng đợi xem nhé, phe Trump sẽ phản pháo lại những sự cố này như thế nào. Nhìn chung thì các nhà tư pháp Mỹ vẫn chưa thể nghĩ ra được cách nào để vá cái lỗ hổng khổng lồ này. Hay nói một cách chính xác thì cũng không ai có động lực để vá cái lỗ hổng này. Chính vì vậy, việc đưa ra một cái đạo luật kiểm soát súng đạn ở Mỹ là nhiệm vụ khó hơn cả lên trời và là câu chuyện đã diễn ra được nửa thế kỷ này rồi.